Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình Thành NC đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với Zuba Sở thú nổi loạn. Và hôm nay mình đã có một số con thú mới vì mình mượn được cái ác của một đứa em có khá nhiều thú mới mình không có, đó chính là con Molly này, con rùa này, con sư tử này và con hươu cao cổ. Hươu cao cổ nâng cấp được này, xong nâng cấp lên chúng ta sẽ thử vào trong cái phần hình như là cái nhân vật này thiếu tiền. Chính xác, 4.000 tiền mới nâng cấp được con này cơ. Thì mình sẽ chơi con sư tử này anh em, con sư tử này, có răng này, có súng này, có bom này, xịn vãi. Rồi mình mở cái hòm này ra trước. Rồi, battle phát nhờ. Chưa giờ chơi sư tử, chưa giờ chơi rùa và cũng chưa giờ chơi hươu cao cổ. Aman, đây. Ok, chúng ta không được chọn. Và mình sẽ lấy cái này, có một con ở đằng xa, chúng ta có cái kỹ năng con này chạy như con rùa vậy ta. Lều làm sao mà có thể vào đây được, con kia nó có cái con này chạy chậm quá, chúng ta sẽ lấy cái cung trước, trên kia có cái cung xịn hơn kìa, chính xác, đây có cái cung này. Xong mình xuống dưới này mình lấy, ui định hét vào mặt nó nhưng mà nó chạy mất rồi anh em ạ. Mày vào đây, mình cần thêm một khẩu súng nữa. Chúng ta con này thì thường sẽ núp lùm rồi. Oh my god, ở kia có cáo nhá. Từ từ, trong rừng ấy. Vào đây, solo không? Solo không mày? Để mình solo với con trâu để xem mình có thể hạ được con trâu không nha anh em. Từ từ, con trâu nó sắp ấy rồi. Nó bắt buộc nó phải vào, nó không vào nó sẽ chết. Mình không có cái hồi máu nhỉ. Này nhờn này, chết về đây. Đâu rồi nó vượt sông anh em, nó vượt sông, khó chịu thế nhỉ. Con này chạy hơi chậm, được cái là máu trâu rồi nhưng mà chạy hơi chậm. Nào, solo được không ta? Nó còn có tí máu kìa anh em. Ấy. Vào đây, còn tí máu rồi. Mình cần phải hét vào mặt nó thì mình có thể lấy được cái máu kia. Đâu rồi? Dưới kia có một con này. Không được rồi. Cái tiếng hét này không ăn thua rồi anh em. Ui dồi ôi, nó giết được mình luôn anh em ạ. Con này chậm thế nhỉ, khó đánh ghê. Con sư tử này mình chưa đánh con sư tử bao giờ cả, nó có cái hồi máu mà mình vẫn cộng thêm được 5 cái, vẫn cộng được thêm 5 cái vương miện. Ở đây cũng có trâu, có sư tử này. Từ từ mày vào đây, chúng ta sẽ lên lấy cái bom này trước này. Ở đây lấy cái bom trước rồi. Có cái gì không ta? Mình vào đây mình hét nó mặt nó luôn. Ơi, nó chạy anh em ạ. Lấy cái máu phát, lấy cái súng cái. Hơi chậm ta, thật sự là hơi chậm. Đang chạy hết tốc lực để vào đây. Ồ, dưới này. Con này có tí máu này anh em ơi. Cho đi vào trong cái lùm cây có vẻ như là sẽ khó chơi hơn rất là nhiều thì phải. Sắp tới rồi, ok, hay lắm. Chúng ta lấy thêm 2 cái máu. Súng bạc. Có lẽ là sẽ hồi lại tí máu nhỉ. Tại vì mình cũng không có khả năng hồi máu luôn ấy. Máu. Ok, cho thêm một đồ nữa kìa. Chết, ui rồi ôi. Hơi chậm ta. Sự là phải hơi chậm rồi. Không biết là nó không dùng cái nổ anh em ạ, nó không hề dùng cái nổ nhá. Máu. Hay quá. Chúng ta sẽ có thêm đồ và chúng ta nằm trong top 6 rồi. Hiện tại nó nằm trong top 6. Vào đây. Băng qua sông. Chết rồi, đi con sông kiểu này thì ăn vỡ mồm rồi. Không biết là con nào nó bắn đẩy lùi ra không nữa. Hy vọng là không. Và đúng là không thật. Còn 6 thằng nữa kìa. Mà này vỡ mồm. Không biết là liệu như thế nào đây. Hê. Có đồ bên này anh em ơi. Có đồ bên này nè. Từ từ để nó đánh nhau đi đã. Có đồ bên này nè. Từ từ thôi. Bị vào. Chúng ta đang kiểu sắp lộ rồi. Từ từ thôi. Mình không có gì để có thể là lao vào được cả anh em ạ. Cái này nó không có bỏ skill nhỉ. Khó chịu thế. Rồi, ok. Có cái gì chúng ta? Còn một thằng thôi. Chết rồi, top 1 thì cho sư tử. Ok my god. Quá là hay luôn. Sư tử đánh ngon phết đấy anh em. Ui, có thể 30 cái cúp nữa. Ui, còn vàng luôn anh em ạ. Gold Crystal, cái này nó sẽ chứa chúng ta là một cái thành phần, gọi là một cái item xịn sò. Quá hay luôn. Ác này ngon vãi. Một khi đã đổi ác rồi chúng ta thấy nó bá đạo nào. Chúng ta có thể là mở thêm thú mới, nhưng mình sẽ unlock dần thôi. Mình không dùng game làm gì cả cho nó phí ra. Sư tử đánh hay phết. Khỏe phết. Rất là bá đạo luôn. Yes. Thì anh em là có cái arc nào mà có thêm nhân vật mới có thể đưa cho mình thì mình có thể là gọi là test trong tập sau nhá. Có mấy cái con mới như kiểu con lazy hoặc con gì ấy. Con đại bàng ấy thì có thể là đưa cho mình để mình có thể test nhá. Hoặc là những cái nhân vật nào mình chưa có thì anh em hãy đưa cho mình để mình test thử luôn trong tập tiếp theo nha anh em. Con này thì nó cái là di chuyển nó chậm như một con rùa luôn. Ôi my god. Vào đây nào, không được vào đấy, không vào trong cái đấy đâu anh em. Chúng ta quyết tâm là không vào trong. Ui, cái gì đây? Từ từ. Mày nhờn này. Ok, chúng ta có máu này, chúng ta cần thêm một khẩu súng nữa. Bây giờ lấy súng ở đâu đây? Súng lấy đâu đây? Ok. Rồi, nó chạy mất rồi. Ui ơi, chết rồi, bị mấy con thịt rồi. Ui, rồi dồn hết sát thương vào mình nhưng mà cay thật sự là vừa bị trừ cúp rồi. Tại nó bị trừ, à không, cũng vẫn không bị trừ cúp. Sư tử dù mẹ thua nhưng mà vẫn không bị trừ cúp này. Bá đạo thật. Rồi, mình đang ở đâu đây? Đây có súng này anh em ơi. Có súng nè. Có súng nhá, tụi tao bắn rồi vỡ mồm. Vào đây, chết mày đi. Hay. Rồi chúng ta, ui, đây rồi, có rồi anh em. Tuyệt vời. H2N gì đó, lên đây. Chúng ta sẽ lấy thêm một cái Oh my god, chết rồi. Chúng ta không nên trở lại. Chết rồi, quả này là ăn đòn rồi, Vào đây. Ui giời ơi. Quả này nói quá. À, chạy rồi. Nó thôi nó khỏi đuổi theo cái con này luôn anh em ạ. Đấy, hình như nó nhìn thấy anh em ạ. Nó đánh hơi thấy cái mùi gọi là tập kích, gọi là sao ra, lao từ trong cái bụi ra. Nó sợ. Rồi, nó sợ quá. Chắc ngày mai mình sẽ test thử cho anh em xem những cái con khác nhá. Con này thì tạm thời đã. Anh em có đưa nick thì mình có thể là comment xuống dưới nhé, để mình có thể làm cho tập sau. Và mình hét vào mặt nó phát nhỉ. Cũng đều thì cũng được. Chúng ta có. Ui, chết rồi. Con mợ đó khó quá. Rồi mình đang chạy, mình đang cố gắng mình chạy ra ngoài này. Chết tiệt thật sự luôn. Ui, nó vẫn không tha mình em ạ, nó quyết tâm nó không tha mình luôn đấy. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Tôi còn tí máu này. Đây mình còn một lần hét nữa anh em. Đợi thôi. Đợi thôi. Đai rồi, con này đai rồi. Không được rồi. Chết rồi, con này không thể nào mà đỡ đâu được. Bó tay luôn. Hay quá, con đánh kinh quá. Nó có một cái tiêm bơm máu với một cái thứ linh tinh nữa. Chứ vẫn cộng thêm 80 cúp. Rồi, nó một trận nữa nha anh em. Là xong rồi. Một trận nữa thôi là chúng ta sẽ tiêu diệt được mấy con này và thắng luôn thôi. Đâu rồi? Ui, mình đang đứng cạnh luôn một cái con vàng anh em ạ. Chỉ chạy như con rùa luôn. Oh my god. Thôi, nó quay lại kia rồi. Còn nó quay lại đánh nhau rồi. Mình thì mình không biết nó có giết được con vàng không, hay là con mấy con kia lại giết nó. Con này không có cái gì chạy gì nhanh cả. Con này đã cộng thêm cái giày. Mình sẽ đi theo hoặc mình sẽ lấy cái gì nhỉ, cái ly cà phê ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn không. Mấy cái item này mình thấy nó sẽ hơi yếu một xíu. Chắc là nếu lần sau chơi thì mình sẽ lấy cái đôi giày và ly cà phê, nó sẽ nhanh hơn. Chạy chậm quá, chậm như rùa. Mỗi cái là combat cận chiến thì thấy nó cũng bình thường. Được cái thủ cao. Ôi trời ơi, xịt ạ. Thế nhỉ? Không có súng. Tại tôi không có súng. What the fuck? Bây giờ làm sao đây? Bây giờ sao giết được con Larry ở đây? Oh my god, tôi chết rồi. Thế có cái máu này. Nó lửa. Từ từ mình lấy cái máu đã. Đằng nào thì cũng đã sắp chết rồi thì cố hết sức rồi. Không trong này ta, ở đâu nhỉ? Hình như là nó núp bên này. Để mình đang vào phát. Mình đang cố gắng là úi rồi, vẫn bị cắn anh em ạ, vẫn bị cắn này. Súng. Ui! Bị tấn công các hướng vậy. Bị slow. Chết. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.